Yeah. Có tại sao một người biết bơi mà cái như xuống nước, ít ra thì họ cũng phải là chèo chống trước giữa cái sự sống và cái chết, thì họ cũng phải là dùng những cái gọi là cái kỹ năng bơi lội, những cái kinh nghiệm của họ để họ vượt qua cái vấn đề đó chứ. Bình thường nó là tự tử tự đồ, nhưng thực sự là giữa cái ranh giới mà cái là sinh tử thì người ta sẽ chọn cái sinh, thì chắc anh dành cái bản năng mà sinh tồn, người ta sẽ coi như là vượt lên đấy, người ta sẽ chiến thắng được. Làm chi có chuyện một người biết bơi, tôi nói thà chị Hà không biết bơi ấy, thì chúng ta ở cảm thấy là cái điều đấy là nhảy xuống là chết là có lý, đúng không quý vị? Chứ còn một người biết bơi mà nhảy xuống trong vòng 4 phút mà kể như là chết nước thì tôi thấy vô lý. Mà nói thật sự chị Hà không phải là chết trôi mà chị Hà chết chìm, đúng không? Nếu mà chết trôi đó là cái xác chị Hà phải trôi đi chứ không phải là nằm nguyên một cái vị trí, vì bản thân Tuấn cũng đã thừa nhận là chị Hà phụt lên ngay vị trí nhảy xuống, đúng không? Có nghĩa là chị Hà đang chết chìm, có nghĩa rằng cái chị Hà nhảy xuống chỗ nào là chìm nghiễm chỗ đấy luôn, đúng không? Bản thân Tuấn cũng đã thừa nhận cái sự việc đó là chị Hà nổi lên ngay vị trí mà chị Hà kể như là té xuống. À, thì chúng ta nghĩ rằng đây là chị Hà chết chìm chứ không phải là chết trôi. Đã chết trôi, đã chết nước chết trôi thì nó xác nó phải trôi. Ê, nó phải cách, ít ra cách cái vị trí mà nhảy xuống thì phải vào là một cái khoảng, ấy, phải là một khoảng đường đi. Đằng này là theo lời Tuấn nói và theo lời của những người chia sẻ thì không có sơ dịch so với vị trí chị Hà nhảy xuống là bao nhiêu cả. Đấy, có nghĩa nó gần sát với nhau. Đấy, thì cái đây gọi là chết chìm, nhảy xuống đó là chìm nghiệm chết luôn. Mà cái điều này bà con thấy nó vô lý, nó có nhiều cái vô lý. Một dòng sông lớn, nước là một ngày có hai con nước triều lên triều xuống, cứ lên xuống là hai lần như vậy trong một ngày. Thì chắc anh rằng với cái vận tốc dòng chảy như thế thì không thể nào mà một cái xác một con người mà kể như là nó nằm im một chỗ, đúng không? Ít ra nó phải có cái sự sơ dịch, mà nó có những cái điều nó vô lý, có vướng vô cây vô đồ đó. Thì tôi nói với bà con, giả sử một cái xác mà vướng vô cây thì chắc ăn là cái vị trí cái tầng nước đó sẽ có những cái thủy sinh, nó là tương thích, nó sống ở tầng đó, chắc ăn sẽ có những loài mà cái như là thích cái mùi mùi hôi thối, thích cái mùi tanh, thì chắc ăn nó sẽ nhảy vô, nó tấn công cơ thể liền. Nhưng đằng này không có bất kỳ một dấu vết gì, đúng không? Thế thì cơ thể chị Hà nó tiết ra một chất gì mà để cho cả là những cái con thủy sinh đó nó không dám tấn công hả? Hay là bị bao bọc bởi một lớp gì? Chẳng lẽ chị Hà từ trên nhảy xuống mà trúng rớt vô trong cái bao luôn quý bà con? Nó kỳ kỳ, nó vô lý đúng không? Có nghĩa rằng từ trên nhảy xuống là đây mang chắc là một cái rơi tự do. Đấy, một rơi tự do xuống một cái dòng nước lớn như thế thì chắc anh rằng chị sẽ trôi, trôi một khoảng nào đó. Và chắc anh khi mà đưa lên sẽ có những cái gọi là tận tóc, cái mắt, cái mũi, cái đồ cũng phải có những cái dấu vết gọi là cái như là thủy sinh tấn công chứ. Với một dòng sông lớn như thế, chẳng lẽ không con gì mà nó kể như nó thích cái mùi thối à? Đây là một trong những cái thì mình phải hỏi, hỏi kỹ nhất là bây giờ đó, phải hỏi lại ông Thủy. Chứ thật sự bà Thủy là bà bỏ bà chạy rồi, bà Thủy bà nói bây giờ thì thưa quý vị là bây giờ bà Thủy bà thua. Từ lúc mà chị Hà mà cái như là nằm sắp là bà thấy bà chấp tay bà lại luôn á, từ trước giờ, từ cổ chí kia tới giờ, từ lúc bà nhận cái nhiệm kỳ của bà là mấy trăm năm nay là chưa thấy một người phụ nữ nào mà gọi chết trôi mà nằm sắp. Lần đầu tiên trong lịch sử của bà là bà chấp tay bà lại rồi, bắt đầu là bà giao lại nhiệm kỳ cho ông Thủy đấy, để ông Thủy điều hành. Bây giờ ông Thủy muốn nằm ngửa, nằm sấp, nằm nghiêng hay thậm chí mà đứng chết cũng được, bà Thủy bà không quan trọng nữa. Đấy, đến bây giờ phải hỏi ông Thủy là vì sao cái một người phụ nữ mà chết chết chìm mà lại là khi nổi lên mà cái như là nằm sắp, cái đây chết chìm nha quý bà con chứ không chết trôi. Đã trôi là nó phải chết trôi, là phải là trôi trôi đi, nhưng đây là gọi chết chìm rớt xuống chìm nghiệm luôn. Và cái vấn đề ở đây đó, nếu thật sự ra mình nói nãy giờ mình nói cho vui thôi, chứ Bé Linh nó đã khẳng định rồi, Tuấn là người kể như là hạ thủ với mẹ đó. Nó đã thừa nhận vấn đề đó, đã khẳng định vấn đề đó. Đó. Thì bây giờ cái như Tuấn cũng phải xem xét lại, ủa vì sao mình là một người cha mà khi mẹ nó chết thì người con đứng ra là tố giác mình là đầu tiên.
chính Bé Linh với gia đình của Bé Linh, bên ngoài Bé Linh là người tố giác đầu tiên, chứ đâu phải là cộng đồng. Đấy. Lúc gia đình của Bé Linh tố giác là chúng ta là một trong những người nghe thôi quý vị. Lúc lúc đó do cái xác chưa nổi lên, mình là một trong những người nghe chứ không có một ý kiến gì cả. Đợi đến lúc mà cái xác lên đã, lúc đầu mình thấy là nó có những cái dấu hiệu lạ lạ, nhưng nó lạ nhất ở đây là những câu từ của chị Năm. Đấy, đấy là những cái nó lạ nhất, và cũng chính từ những cái vấn đề lạ lạ đấy thì anh em mới tham gia sâu vào, mới tìm hiểu sâu vào, thì ra đây là một trong những cái chết mà lần đầu tiên khoa học phải nghiên cứu lại, đúng không? Lần đầu tiên là khoa học phải nghiên cứu lại những cái chết trôi như cái xác của chị Hà, chết nước như xác của chị Hà, chết trôi mà không trôi, chết trôi mà không trôi, cái nhảy xuống đó là chìm nghiệm đó luôn, rồi đúng ngày đúng tháng là cũng chưa chịu phọt lên, phải nhờ cái móc sách rồi kéo lên. Đấy là cái chết của chị Hà quý vị, một trong những cái chết mà khiến cho tất cả cộng đồng phải đặt một câu hỏi rất lớn. Và ngay cả những người thân của Tuấn cũng đã đặt một câu hỏi rất lớn và cũng đã có những kết luận luôn. Và bà con cũng nên nghe những cái lời mà Bê Linh nó chia sẻ thêm một lần nữa, để ngày mốt đó quý vị, để ngày mốt mà chúng ta mà nhận được kết quả đó, nhận được kết quả, nếu mà cái kết quả đó nó không liên quan gì Tuấn thì cũng điện qua khuyên Bê Linh suy nghĩ lại, đừng có từ cha, đừng đối họ và tội tội cho Bê Linh. Có nghĩa là hiện bây giờ nó liên quan đến tài sản rất nhiều. Đấy, muốn mà thay đổi gì đó cũng chờ để mà phân chia tài sản cho xong rồi đổi con. Chứ đừng vội, nếu ngày mốt mà có kết quả thì cũng đừng vội mà đối họ, đừng vội mà từ cha. Đấy, phải chờ khi nào mà gọi là phân chia phần của mình ra, phần của mình đã. Đây là quyền lợi mà. À, rồi lúc đấy mới từ cũng chưa muộn. Giờ thật sự quý bà con cũng phải nên có những cái hướng đó. Chứ ngày mốt nhiều lúc ngày mốt là cái như là có kết quả rồi, chúng nó không liên quan gì cả, sẵn sàng nó từ con luôn đó. Không cần từ cha mà sẵn sàng nó từ con luôn quá vậy, đúng không? Cơ hội mà, mày nhớ là bữa trước mày từ tao đó, giờ không cần mày từ tao luôn, tao sẽ từ mày. Cho nên khi có kết quả đúng là cái như là ghê đó, sẵn sàng từ con chứ không cần con phải từ cha đâu con. Khi có kết quả mà kết quả này nó nghiêng về bên Tuấn, chắc anh rằng Tuấn sẽ từ con. Và bà con nghe cái vấn đề này của Bê Linh chia sẻ ha. Dạ, ma đòi nữa rồi lấy gì tiền cho con học, cái mà nó cứ nghe không thấy ta suy nghĩ sao mà còn ta điện thoại thì bắt chuyện ta nói với tờ thì ta tính với bạn hàng, còn tiền thì bạn hàng sẽ chuyển lại cho con. Thì mấy hình trước hôm nay là bên bạn hàng của mẹ cũng chuyển lại cho con xong rồi. Tính chính lại là cái đó không phải bà của ba con, mà cái đó là tiền bạn hàng chuyển cho mẹ con, cái đó là khoản của ba mẹ con không. Quá kinh tủng ơi, nói thật sự em sống sao mà để con gái nó lên nó tố toàn liên quan tiền bạc không, kinh lắm Tuấn nha. Có nghĩa là Tuấn nó nói một đường làm một nẻo, nó sẵn sàng nó chi 80 triệu để làm mộ cho chị Hà, nhưng cuối cùng là nó đưa cho con bé cái như là có mấy chục triệu thôi quý vị. Mà tiền đó là tiền hàng, cái tiền nó đâu ra? Khi chị Hà chết mà nó thật sự nó trong túi nó còn 200 ngàn, rồi đùng một cái bắt đầu là nó giữ cái 10 tỷ trong tay, mà bà con thấy thằng nó keo chết bà nậu luôn. Ta giữ 10 tỷ trong tay á, mà lên cộng đồng mạng ta hô hào để mà cược 5 tỷ đó, thì ít ra vợ sống với mình 20 mấy năm, thì ít ra ta phải là làm cho cái ngôi mộ nó bài bản một xíu. Đấy, dùng trong số tiền 10 tỷ đó bỏ ra khoảng là đôi 30 triệu ta làm cho nó hành tráng, đúng không? Có nghĩa là Tuấn là một người rất keo với gia đình. Đấy, quá keo luôn, keo kiệt quá vậy. Trong tay có 10 tỷ mà tự nhiên bạn hàng chuyển qua cho con gái 20 mấy triệu, mà còn cân đo đong đếm. Tuấn canh lắm quý bà con, thật sự mình càng nghiên cứu và Tuấn thấy có những cái gọi là hiện bây giờ nha, tâm sinh lý của Tuấn là rất khác thường. Rất khác thường. Sinh lý là toàn là điện thoại, ai cũng là đờ thôi quý bà con, đấy là sinh lý. Còn tâm lý nó thật sự bây giờ đang bấn loạn, có những cái mà nó thật sự Tuấn nó phát ngôn ra nó còn không hiểu là gì nữa, đúng không? Nam mô A Di Đà Phật, đờ mờ bà thấy ơi, cho xác vợ con nổi lên bà thấy. Đấy là một trong những cái mà mình chứng minh ấy, để cho bà con biết rằng là Tuấn xà lờ này đấy, phát ngôn là không còn cái sự kiểm soát.
Để thậm chí cái câu từ mà lúc sáng cái như là tuyên bố rằng ngày mốt là có kết quả là cái như là khám nghiệm cái như là tử thi đó, là cái Tuấn cũng phải xem lại à, nếu như có ngày mai á đính chính một lần nữa. Bây giờ Tuấn là có hàng dạng kênh YouTube bu theo mà đấy, hiện là cái như là cách đây khoảng 3 ngày, cách đây 3 ngày Tuấn có nghe một thông tin là Tuấn có hẹn với một số kênh YouTube là sau khi kể như là Tuấn về, Tuấn sẽ kêu gọi lại để Tuấn vay à, để quay Tuấn để đính chính lại một cái sự việc mà năm xưa rồi bán xà lan à, mà không biết khi nào cái phim đấy bắt đầu xuất bản à. Nếu mà vấn đề Tuấn đính chính lại được vấn đề đó cũng là một trong những cái hay à, có nghĩa cái gì mình không có thì cứ lên đính chính thoải mái, còn cái gì mình có thì thâu chấp nhận mà một là khai, hai chờ đợi à, chứ đừng lên mà thật sự quý bà con nó ôm cả như ôm bom đi dục cũng mệt lắm quý bà con, dân mảnh từ lưa hạt dưa luôn đó. Những ngày vừa qua bà con thấy đâu hậu quả Tuấn để lại đâu có nhỏ đâu, con cũng phải sợ luôn. Tuấn sống làm sao? Tuấn sống làm sao mà tự dưng là bây giờ đó thật sự là cái như ngay cả con gái ruột của mình, bà con nên nhớ vấn đề ở đây tâm lý con gái đó, là nó thương cha, con gái rất thương cha, nó rất gần gũi bên người cha, đúng không? Nó hiếu người cha, nó cái gì luôn. Nhưng mà tại sao vấn đề ở đây chỗ Tuấn và bé Linh đây nó có một cái điều lạ. Nếu mà nghiên cứu kỹ về trong gia đình của Tuấn có nhiều cái lạ lắm. Trong đây là cái sự mà cái vấn đề mà tình cha con giữa Tuấn và bé Linh nó rất lạ. Lạ ở đây là nó thật sự một người cha sống như thế nào mà để con gái mình nó lên bắt đầu nó tố giác ngược những cái số tiền đó. Có nghĩa là một người cha sống quá tồi, cho nên một con gái nó thật sự nó muốn gần người cha cũng không thể gần được đó. Cái ai là phụ nữ thì chắc anh là cái rất gần gũi người cha, đấy là một trong những cái mà thật sự là lễ thường là đại đa số như thế. Chỉ có trường hợp của Tuấn là một trong những ngoại lệ thôi, thấy không? Như cái chết của chị Hà là ngoại lệ thôi. Chết mà cái như là chết nước mà nằm sấp đấy. Ngoại lệ cái nữa, chết mà cái như nằm dưới lòng sông 12 ngày không có một con gì tấn công. Đấy, nhiều cái ngoại lệ lắm, nhiều cái độc đáo lắm đấy. Với cái ngoại lệ của là dì Mười rồi đó. Dì Mười nói một câu nữa là 12 giờ bắt đầu là dì Mười kể như là lê lưỡi, Tuấn bắt đầu nó mới ra, bắt đầu nó mới điều khiển lại. Bây giờ cái này bà nói chi bọc ngon nổi rồi đâu đấy, có nghĩa rằng vấn đề ở đây có nhiều cái lạ, nhiều cái tình tiết rất lạ đấy. Một thằng đàn ông mà tìm vợ 12 ngày trời, vợ nổi lên là cái này có những ngôn từ phát ngôn ra thực sự không ai chấp nhận được, đấy cũng là một cái lạ đấy. Nếu mà thống kê những cái lạ của Tuấn, tôi nói quý bà con là nó muôn vàn cái lạ đấy, mà những cái lạ này chúng ta là thấy thắc mắc, chúng ta hỏi thâu. Còn cái chuyện mà Tuấn có phạm hay không phạm thì chuyện đó là để cơ quan chức năng người ta điều tra, người ta kết luận. Đúng không vậy? Mình thấy những cái nó không phù hợp, những cái mà nó lạ lạ thì mình đặt dấu hỏi. Còn Tuấn mà nếu mà không trả lời được thì sẽ có người trả lời thay cho Tuấn. Thế thôi. Đúng không? Cần chi đâu mà lên cộng đồng mạng rồi điển người này, chửi điển người kia, chửi Tuấn. Không, anh thua đâu Tuấn ơi. Mà giờ nói cậu hai con nghĩ là con chết rồi. Rồi thứ hai là còn chị nói là gì á, như bạn hàng nào mà có cái vấn đề không chị có giấy tờ này kia đàng hoàng á thì cứ trực tiếp đi hỏi con, đừng có qua mẹ con. Còn nếu như mẹ không có biết ai á mà có giấy tờ đàng hoàng cũng trực tiếp đi hỏi con đi, con sẽ trả đó. Cái đây là gọi là cái bán lĩnh là đúng mà, đúng không? Một đứa con gái, đây gọi là một đứa trẻ con đó, một đứa trẻ con à, mà nó biết được là cái như là xử lý tình huống như thế nào, đúng không? Biết hơn Tuấn quá nhiều luôn, đúng không? Đây gọi là biết một cái cách sống, biết cách là đối nhân xử thế, đúng không?
ai cái nợ mẹ nó thì lo mà trả đi, còn nó mẹ nó cái nợ ai thì đem chứng từ vào cái sẵn sàng cái nó sẽ trả nợ. Còn Tuấn hồi trước giờ đó, từ lúc chị Hà chết rồi Tuấn đã làm được vấn đề đó hay chưa? Tuấn đã công bố những cái vấn đề đó hay chưa? Đấy, Tuấn chứng tỏ là thua con gái của mình rất nhiều.